Hãng tin Reuters dẫn lời thống đốc tỉnh Poltava Dmytro-Lunin cho biết, Zemenchuk, nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine thuộc tỉnh này, bị hỏa hoạn do cuộc không kích bằng máy bay không người lái, drone, của Nga rạng sáng ngày 20 tháng 9. Vụ không kích đã gây hỏa hoạn, khiến nhà máy Zemenchuk bị đình chỉ hoạt động tạm thời. Cũng theo ông Lunin, đến nay vẫn chưa ghi nhận thương vong. Nhà máy lọc dầu Zemenchuk liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Nga kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2 năm 2022. Cùng ngày, phía Kiev cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 17 trong số 24 drone của Nga từ đêm 19 đến rạng sáng ngày 20 tháng 9. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết phía Moscow đã mở các cuộc tấn công khắp Ukraine bằng 24 drone do Iran sản xuất và chuyển giao cho Nga. 17 chiếc trong số đó đã bị Kiev bắn hạ. Thông tin về các hậu quả của những đợt không kích bằng drone đêm ngày 19 tháng 9 vẫn đang được điều tra làm rõ. Các vụ tấn công dữ dội của Nga diễn ra vào thời điểm Tổng thống Ukraine Zelensky có mặt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới giúp chấm dứt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.